Chương 10 câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giê-xu gọi 12 tông đồ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng trên là phần khởi đầu cho bài giảng của Chúa Giê-xu về sứ mạng truyền giáo. Giáo hội có sứ mạng tiếp nối công cuộc rao giảng tin mừng của Chúa Giê-xu, và đó cũng là sứ mạng của mọi Kitô hữu. Việc truyền giáo không chỉ dành riêng cho các linh mục, tu sĩ hoặc các nhà truyền giáo, mà là của mọi tín hữu. Sắc lệnh tông đồ giáo dân đã khẳng định rằng ơn gọi Kitô hữu tự bản chất là ơn gọi làm tông đồ. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi. Ngày nay còn rất nhiều người không biết Đức Giê-xu Kitô. Vì thế, việc trao giảng cho người ngoài Kitô giáo thật là công cuộc khẩn cấp mà tất cả mọi thành viên của giáo hội được kêu gọi để tham dự vào sứ vụ truyền giáo này. Bởi vì tự bản tính giáo hội là truyền giáo, giáo hội được sinh ra để ra đi. Cho nên mỗi người Kitô hữu hôm nay phải ý thức hơn về sứ mạng và tầm quan trọng của việc truyền giáo. Sứ mạng cao cả của người môn đệ là người được Đức Kitô sai đi trong Chúa Thánh Thần để làm chứng nhân cho nước trời. Là Kitô hữu, chúng ta cần có thái độ ra đi như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong tông huấn Evangelii Gaudium. Người mang và sống sứ mạng truyền giáo là người luôn biết đi ra khỏi những bận tâm về chính mình để đến với người khác bằng thái độ quên mình, sống chan hòa với những người chung quanh, tinh thần cởi mở, đi đến với người khác, gỡ bỏ những rào cản của nghi kỵ, sợ hãi, thành kiến và óc bảo thủ. Khi đến với người đau khổ, bệnh tật, chúng ta có thể giúp họ can đảm chiến đấu với bệnh tật, khơi lên nguồn sống và niềm hy vọng. Việc đi đến thăm viếng, nâng đỡ, cảm thông sẽ xoa dịu và làm vơi đi nỗi khổ sầu của anh chị em. Quả thực, mỗi chúng ta luôn ý thức và sống sứ mạng truyền giáo như thế, cũng chính là lúc lời loan báo nước trời đã đến gần, lại được vang lên cho mọi người. Lạy Chúa, việc truyền giáo đòi hỏi sự dấn thân. Xin cho chúng con luôn biết gắn bó với Chúa dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con biết đem hết khả năng, tâm trí để loan báo tin mừng cho những anh chị em chúng con gặp gỡ, ngõ hầu mọi người cũng nhận biết và yêu mến Chúa. Amen.